Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip ví dụ hết tiêu ta. Mình sẽ làm một clip mình nướng ớt cho mọi người xem. Giờ thì mình đang đi mua ớt. Ớt thì của năm mình nuôi bởi vì giờ mình phải mua ớt. Mua ớt rồi mình phải lội đi đường ruộng nè để quay cảnh đẹp cho mọi người xem. Đi xe thì lẹ rồi. Đẹp lắm mọi người thấy không? Nè đưa lên máy cho mọi người xem nè. Trồng lúa quê tôi mênh mang bát ngát mênh mông luôn. Đây hơi gió nha mọi người. Nên tôi nói chuyện cái gì không rõ mọi người thông cảm nha. Đây gió quá trời luôn. Ở đây đường này, tôi đi đường này đang quay cảnh đẹp cho mọi người xem. Quê mình người ta trồng gãy quá trời mọi người. Này không biết dàn gì. Dàn dưa leo gì á. Leo bầu bí gì á. Đẹp không? Nè đẹp ghê không? Cái cỏ nè. Chỗ tôi người ta trồng cỏ nuôi bò quá trời luôn. Cò bay thẳng cánh. Nhà năm tôi bên đó kìa, hướng bên đó kìa. Tôi sẽ qua bển nuôi mua ớt. Đi thôi. Đang đứng sau nhà năm mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi trồng mua ớt. Ôi! Đâu hả? Này lấn chiếm địa bàn tới đây quay clip luôn. Cha mẹ đâu? Đi mua ớt. Năm. Rồi clip nguyên hết. Đây mọi người, ớt tôi mới mua về nè. Giờ tôi sẽ đi gọng một miếng. Lấy hai ba con nướng thôi chứ nướng nhiều không hết đâu. Thì tôi sẽ đi gọng nha. Bây giờ nãy giờ mình chuẩn bị rồi nha mọi người. Giờ mình chuẩn bị mình đào lỗ, mình đốt than và mình nướng nha. Nay mình có thêm hai người quay chung, hai anh em mình. Sao mình đi lấy lá chuối cho. Đi lấy lá chuối khô đang hồi đốt một cái than. Tiểu rồi mua tiểu rượu, ít không đủ. Để dĩ đi. Mình nướng bằng dĩ nè. Nhà mình không có mua cái dĩ nướng. Bây giờ xài cái dĩ này đỡ. Ở mình có nướng cá đây một lần rồi đó.
Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đào lỗ. Hồi nãy giờ mình đào xong cái lỗ nha mọi người. Giờ mình sẽ tiến hành mình đốt than. Mình sẽ để lên dĩa để mình nướng vậy nè. Mình tiến hành mình đốt than nha. Giờ mình sẽ tiến hành mình nhúm lửa. Bỏ này qua bên đây đi. Nhúm những cái lỗ rồi nè. Giờ cái vừa khô. Cháy lên cái. Bấm nướng cá nè. Đi 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 lại đi. Thank you.
Đây đống than của mình nãy giờ nè mọi người ơi. Giờ sẽ bỏ ớt lên nướng nha. Bây giờ mình sẽ quạt cho có than nó đỏ đỏ lên nha mọi người, cho chín nha mọi người. Đợi tiếp. Nãy giờ chín được mặt rồi mọi người, mới trở lên nè. Quạt mạnh lên. Thanh niên. nãy giờ tôi quạt cũng chết luôn. Hai thằng đổi qua đổi lại quạt chứ. Quạt đều đều lên. Thang đỏ đỏ mau chín. Ăn món này tốn công sức thiệt chứ. Mình sẽ tiến hành mình gấp ra nha mọi người, chín hết rồi mọi người. Quách giờ đâu? Thank you.
Để thành quả ớt nướng chua của mình nè. Bây giờ mình sẽ nặn chanh vô. Mình nặn vô đi. Ừ. Đó, quậy quậy lên. Thành quả của mình nè. Nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Ớt này đi. Ớt mình nướng nãy giờ nè. Được cái đùi ăn. Cái đùi nè. Mình gỡ nó dính cục thịt trong kia rồi. Mời mọi người ăn chung mình nha. Đây là muối ớt chanh. Thì chấm vô đây. Ngon mọi người. Da nè. Cắn cái da này quá. Thôi hết nè mọi người. Chấm ăn. Trời ơi, đã. Quá đã rồi. Món này đã lắm. Rồi video nướng ếch của mình tạm dừng đây nha mọi người. Mọi người hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo những video sau mình ra. Bye mọi người. Bye. Bye.